Hello, xin chào quý anh chị và các bạn Tối hôm qua, ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6 Ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn Thì cảnh sát đã bắt giữ được một nghi can định đặt bom Theo lời tường trình của ông nghị viên Phát Bùi Đại diện cho khu vực 3 của Garden Road Nơi xảy ra sự việc vào tối ngày hôm qua Một người đàn ông bị bắt ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn Vì bị tình nghi là làm bom hoặc dự định đặt bom Nghi can là một cư dân thành phố ở phía nam Orange County. Theo lời của ông nghị viên Phát Bùi đã kể lại với nhật báo người Việt, trước khi bị bắt, nghi can đã mua và đang mua một số vật liệu làm bom. Hiện giờ cảnh sát chưa cho biết nghi can đã mua xong chưa hay là mua đủ chưa. Nghi can bị theo dõi cả ngày đến khoảng 6 giờ chiều thì họ quyết định bao vây khu vực. Khi mà nghi can đến đậu xe ở bãi xe trước chợ 99 sen Trong khu thương mại Mo of Fortune Theo lời của nghị viên phát bồi thì cảnh sát Orange County và cảnh sát Garden Road Lo ngại là có bơm nên họ quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thương mại này Hiện giờ xe của mình chuẩn bị quẹo vào cái khu thương mại mà hồi tối hôm qua Cảnh sát đã phong tỏa để cho các bạn xem Tối hôm qua sở cứu quả của Orange County thì cũng có phái nhiều xe cứu quả tới và nhân viên truy tìm bơm đến truy lùng luôn. Sau khi truy lùng một lúc thì không thấy có bơm thì họ mới giải tỏa khu vực. Ông nghị viên Phát Bùi nói là ông ta có mặt ở đó từ lúc 9 giờ tới 10 giờ tối. Sau khi ông ta được ông tổng quản trị báo tin vào khoảng 8 giờ 15 phút cho tới gần 9 giờ tối thì ông ta thấy không an tâm, ông ta mới chạy ra xem coi có bơm hay không. Và ông ta nói rằng sự việc này cho thấy sự cần thiết của cảnh sát. Vì thế chúng ta không thể giảm ngân quỹ hoặc giải tán sở cảnh sát. Cũng may mắn cho tất cả mọi người là chưa có chuyện gì xảy ra và cảnh sát bắt được nghi can. Ngay chính chỗ này là chỗ đậu xe của nghi can đậu vào hồi tối hôm qua đây các bạn. Đây là trước chợ 99 cent Cái khu thương mại này thì nằm ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn, nằm ngay góc đường Westminster và đường Brockhurst. Trong cái khu thương mại này thì có nhiều nhà hàng và doanh nghiệp nổi tiếng như là chợ Tam Biên, có nhà hàng ốc lẩu. Nhà hàng ốc lẩu này cũng nổi tiếng, rất là nhiều người biết. Mỗi khi mình tới đây họ phải get line dài lắm, đó. đợi lâu lắm, nếu mà đi trễ thì đợi rất là lâu. Rồi có nhà hàng Hồng Ân bò bé món nữa ở đây bán giống như là việt nam vậy là làm bảy món luôn và có tiệm bánh trong này nữa trong này có tiệm bánh 85dg nói chung là khi nào các anh chị và các bạn có ghé lý đô sài gòn này thì ghé vào đây ăn đồ ăn việt nam có đầy đủ các món ăn việt nam ở đây mình xin trở lại tình hình nước mỹ bây giờ vừa mới trải qua những cuộc biểu tình bạo loạn rồi bây giờ tới lại vụ muốn đặt bom nữa chứ có những việc như vậy mình mới thấy chúng ta rất cần cảnh sát không nên giải tán sợ cảnh sát. Vì có chuyện gì thì ai là người giúp chúng ta đây? Ngày hôm nay, Thống đốc California Gavin Newsom siết chặt biện pháp phòng ngừa COVID-19 giữa lúc COVID-19 đang tăng mạnh trước lễ lập lập. Ông ra lệnh ngưng phục vụ tại chỗ ít nhất 3 tuần đối với doanh nghiệp như nhà hàng, nhà máy bia rượu, phòng thử rượu ở tất cả các 19 quận hạt trong danh sách theo dõi của tiểu bang ít nhất là 3 ngày qua trong đó có los angeles san bernardino orange và riverside ông nhấn mạnh lệnh này không phải là đóng cửa nhà hàng ông nói nhưng chúng tôi đang cố gắng dời hoạt động đông người ra ngoài trời đây là cách hạn chế virus lây lan quyết định này ảnh hưởng rất nhiều đến việc mua bán của một số nhà hàng của người gốc việt quanh lý đô sài gòn ở orange county nam california ông tuyên bố sẽ có biện pháp để phạt những doanh nghiệp và cơ sở công cộng nào không làm theo lệnh. Ông còn cho hay thêm là tiểu bang đang thành lập nhóm công tác phối hợp nhiều cơ quan để giải quyết doanh nghiệp nào vi phạm lệnh phòng ngừa COVID-19. Cơ quan tham gia lực lượng này gồm có cảnh sát tiểu bang, cơ quan phụ trách người tiêu dùng và cơ quan giám sát doanh nghiệp. Thống đốc California nhắc lại một lần nữa rằng quận hạt nào không thực thi đầy đủ quy định của tiểu bang có thể bị cắt ngân sách. Chủ yếu là hướng dẫn giải thích. Ông nói, tôi sẽ không dơ nắm đấm ra ép. Tính đến chiều thứ tư, California có hơn 232.000 người nhiễm COVID-19 và trên 6.000 người tử vong. Đó là theo thống kê của CNN Ông thống đốc Kali nói ông ban hành những lệnh mới sau khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính Covid-19 lên đến 6.4% trong 7 ngày qua. Mà theo ông đó là điều đáng lo ngại. Trước đó, hôm 19 tháng 3, ông ra lệnh ở nhà trên toàn tiểu bang. Trong thời gian kéo dài nhiều tháng, lệnh này giúp giảm lây lan Covid-19 nhưng khiến nền kinh tế hầu như tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng tăng từ doanh nghiệp cũng như công chúng. Tiểu bang dần nới lỏng lệnh ở nhà và những biện pháp phòng ngừa khác. Kể từ tháng 5 đến giữa tháng 6 giúp nền kinh tế dần hồi phục. Ông nói, càng nhiều người tụ tập thì chúng ta sẽ thấy virus lây lan càng nhiều. Hôm thứ Tư này, ông kêu gọi người dân không nên mời bạn bè hàng xóm đến nhà vì dịch bệnh có nguy cơ lây lan khi người ta không giữ biện pháp đề phòng trong những cuộc tụ tập như vậy. Ông hy vọng người dân sẽ không tụ tập với người nào không sống chung nhà hoặc là người thân ruột thịt. Vào cái dịp lễ độc lập này, ông không có ra lệnh đóng cửa tất cả các bãi biển, nhưng sẽ đóng toàn bộ bãi đậu xe ở những bãi biển của tiểu bang Nam California. Bãi biển tiểu bang sẽ đóng cửa ở quận hạt nào đã đóng cửa bãi biển địa phương như là Los Angeles County. Ông cũng khuyến khích quận hạt trong danh sách theo dõi của tiểu bang quỹ toàn bộ chương trình bắn pháo bông mừng lễ độc lập. Los Angeles County đã ban hành lệnh quỹ bắn pháo bông. Tuy nhiên, thành phố Lancaster tuyên bố sẽ tổ chức bắn pháo bông nhưng hạn chế người xem để tránh tụ tập đông đúc Thời gian qua, nhiều người cho rằng ca COVID-19 ở California tăng vọt là do những cuộc biểu tình đông đúc phản đối vụ sát hại ông George Floyd. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu công bố kết quả tuần trước cho thấy không có mối liên hệ nào giữa cuộc biểu tình và virus bùng phát. Ca COVID-19 ở California tăng mạnh trùng với thời gian quật hạt của tiểu bang, cho phép thêm nhiều doanh nghiệp mở cửa lại, gồm các quán rượu và nhà hàng phục vụ tại chỗ. Các chuyên gia dịch bệnh cho hay nguy cơ virus lây lan cao nhất là ở những nơi trong nhà, chật hẹp, ít khoáng khí. Hôm chủ nhật, thống đốc California ra lệnh đóng cửa quán rượu ở Los Angeles County cùng 6 quận hạt khác có tình trạng lây lan Covid-19 đang khiến chính quyền lo ngại. Đến thứ ba, ông tỏ ý cho biết có thể gia tăng biện pháp hạn chế và bắt buộc đeo khẩu trang toàn tiểu bang, nhất là lễ độc lập sắp tới. Ông nói Kế hoạch của chúng tôi là nếu cư dân không chịu ở nhà và không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng, chúng tôi sẽ áp buộc họ phải tuân thủ. Đó là những tin tức mình muốn chia sẻ với anh chị và các bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.